Chuẩn lão sư xin chào các bạn. Xin mời các bạn đến với chương trình học tiếng Trung giao tiếp trong đời sống thực tế cùng với tiếng Trung năm 18. Thưa các bạn, buổi hôm trước bài số 1, chuẩn lão sư thấy rằng là các bạn rất là yêu mến và rất là ủng hộ chương trình này. Cho nên chuẩn lão sư cùng với các cộng tác viên người Trung Quốc lại tiếp tục nỗ lực hơn trong việc tìm tòi các tài liệu và ghi âm để phục vụ các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với bài số 2. Bài số 2 của chúng ta hôm nay là 这次考试又考砸了. Lần thi này yêu khảo giá là lại thi hỏng rồi. Và trước hết chúng ta sẽ cùng nghe giọng đọc của ba bạn Trung Quốc trước nhé. Đi hai cơ. Trị sự khảo sư yêu khảo giá là. Tự chàng, zǒu, chí fàn qù. Wǒ yì diǎn wèi kǒu yě mèi yǒu, bù xiǎng chí. Nǐ zìjì qù bǎ. 连饭都不想吃，我看你这几天干什么都没情绪，因为什么呀？这次考试又考砸了。嗨，我还以为怎么了呢？只不过是一次期中考试罢了，至于吗？我考的还不如你呢，我还不是照吃不误，照玩不误。唉，真像我爸说的。 我不是念书的那块料，你看，这成绩是越来越走下坡路。照这样子下去，高考肯定没戏。离高考不是还早着呢，甭想那么远。再说你的学习一直都不错，你要是没戏，我就更不行了。不知怎么的，我的脑子一到节骨眼儿，就跟木头似的。 你就是把考试啊、成绩啊太当回事儿了，所以压力太大、太紧张。我跟你正好相反，考试的时候想紧张都紧张不起来。我真羡慕你这种性格，什么事都想得开，脑子也聪明。快得了吧！昨天我妈还骂我没心没肺、没有出息呢，老师也老说我是小聪明。 不知道用功，他们爱说什么就让他们说去吧，我才不往心里去呢。你这一点我最佩服了，我可不行。你这个人呀，往好里说是认真，往坏里说就是爱钻牛角尖。我知道这样不太好，可就是改不了啊。我也改不了。 要不怎么说江山易改，本性难移呢？哎，你说老师净考那些犄角旮旯的题干嘛？这不是诚心跟我们过不去吗？老师这是为我们好，让我们将来都能考上大学。其实，说白了也是为了他们自己。算了，不说了，没意思。我现在干什么？ 都打不起精神来，考得那么差，拖了全班的后腿，在同学和老师面前，老觉得抬不起头来。亏你还是个男子汉，为芝麻大点的事儿，至于这样吗？我得好好开导开导你。得了，别开导我了，说说你吧。电脑考试准备的差不多了吧？嗨，小菜一碟，不是我吹牛。 玩电脑我可是一把好手，那天张老师向我请教，我还给他露了一手呢。我现在每天都上网聊会儿天，可有意思了。不瞒你说，我现在整个一个鸡忙。放假以后，我拜你为师，怎么样？没得说，到时候我教你。哎呦，我的肚子都咕咕叫了，人是铁，饭是钢，走。 吃饭去，去晚了食堂就关门了。注释一，高考。Và sau đây chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu một nhé. Tự Chiang, tự cường, zǒu, đi, chi fàn qù, đi ăn cơm đi. Tự Chiang, zǒu, chi fàn qù. Wǒ yì diǎn wèi kǒu yě mèi yǒu, bù xiǎng chi, nǐ zì jǐ qù bǎ. Wèi kǒu
từ vây nghĩa là dạ dày, vây khẩu tức là ý nói đến cái phần dạ dày để chúng ta ăn uống. Ý tiểu vây khẩu và mấy dỗ tức là không có cảm giác muốn ăn. Nếu chúng ta nói không muốn ăn gì cả, không có cảm giác muốn ăn, chúng ta sẽ nói là mấy dỗ vây khẩu. Còn nếu như mà chúng ta ăn rất là khỏe, chúng ta sẽ nói là vây khẩu khẩn ta. Còn nếu mà ăn rất là ít, khả năng ăn rất kém, chúng ta sẽ nói là vây khẩu khẩn xỏ. Còn nếu nói là nếu mà gần đây cả mình có cảm giác ăn uống rất là ngon miệng, ăn cái gì cũng thấy ngon, mình sẽ nói là wǒ zuì jīn wèi kǒu hěn hǎo. Wǒ zuì jīn wèi kǒu hěn hǎo. Wǒ yì diǎn wèi kǒu yě měi you. Tớ chẳng có cảm giác muốn ăn gì cả. Bù xiǎng chī, không muốn ăn. Nǐ zì jǐ qù bǎ. Zì jǐ cộng với động từ là làm gì đó một mình hoặc tự mình làm gì đó. Nǐ zì jǐ qù bǎ. Bạn đi một mình đi. 我一点胃口也没有，不想吃，你自己去吧。连饭都不想吃，我看你这几天干什么都没情绪，因为什么呀？连什么什么都什么什么，đến cái gì đó cũng gì đó. Lén phan đến cả cơm, tớ bù xiang chư cũng không muốn ăn. Ủa khan nỉ, tớ thấy bạn, chưa chỉ thiên, mấy hôm nay, càng sớm mở, làm gì, tâu mấy chính suy. Mấy chính suy các bạn cũng chú ý vào cụm từ này, mấy chính suy. Chính suy tức là tâm trạng, mấy chính suy tức là không có tâm trạng. Càng sớm mở, tâu mấy chính suy, làm gì cũng không có tâm trạng. Yên vậy, sớm mơ ạ, vì sao vậy? Liên phản tớ bù xiang chứ, wǒ kàn nǐ zhè jǐ tiān gàn shěnme dǒu měi qíng xù, yīn wèi shěnme yǎ? Zhè cì kǎo shì you kǎo zǎ le. Zhè cì kǎo shì, lần thi này, you lại kǎo zǎ le. Từ zǎ khi nó là động từ nó có nghĩa là đập, và khi nó đứng sau động từ nó trở thành bổ ngữ và có nghĩa là hỏng bét, có kết quả không được tốt. Kǎo zǎ le là thi hỏng rồi. 这次考试又考砸了。嗨，我还以为怎么了呢？只不过是一次期中考试罢了，至于吗？嗨，sorry，我还以为 tớ còn tưởng tẩm mất lần nữa. Thế nào cơ? Chuyện gì cơ? 我还以为 tẩm mất lần nữa. Cách nói rất khẩu ngữ, các bạn chú ý vào nhé. 只不过是 cái này cũng thế, rất là khẩu ngữ này. Chỉ bù quả sự, chẳng qua là ý chữ một lần. Chi chung khảo sự, chi chung khảo sự là kỳ thi giữa kỳ. Ba lờ là mà thôi. Chỉ bù quả sự, sẩm mờ, ba lờ. Chẳng qua chỉ là gì gì đó mà thôi. Chỉ bù quả sự, ý chữ chi chung khảo sự, ba lờ. Chẳng qua chỉ là một kỳ thi giữa kỳ thôi mà. Chữ ý mà, chữ ý mà, các bạn cũng chú ý vào. Chữ ý mà, có đáng để phải vậy không? Ủa khảo tờ, tớ thi, khái bù rú nỉ nè, còn không bằng bạn. Bù rú tức là thua hoặc là không bằng. Ủa khái bù sử, tớ chẳng phải vẫn. Chào chư bù ủ. U tức là bỏ lỡ. Chào chư bù ủ, không bỏ lỡ việc ăn uống. Chào quán bù ủ, không bỏ lỡ việc chơi. Ủa khái bù sử, chào chư bù ủ. Chào quán bù ủ. Tớ chẳng phải vẫn ăn chơi, chẳng lỡ việc gì sao? Hai, 我还以为怎么了呢? 只不过是一次期中考试罢了。至于吗? 我考得还不如你呢? 我还不是照吃不误,照玩不误? 哎,真像我爸说的,我不是念书的那块料。你看,这成绩是越来越走下坡路。照这样下去,高考肯定没戏。 哎, đây là từ để than. Chân xiang, thật giống như ủa ba xua tờ, bố tớ nói. Ủa bố sư niên xu tờ, nà khoai lèo. Chúng ta chú ý vào, đây là cách nói rất là hay, rất là khẩu ngữ. Niên xu tức là học tập, học hành. Ủa bố sư sầm mờ tờ lèo, có nghĩa là không phải là cái nguyên liệu để làm gì, ý là không có khiếu để làm gì đó, là sinh ra không phải để làm gì đó. Ủa bố sư niên xu tờ, nà khoai lèo. Tôi không có khiếu học hành hoặc tôi sinh ra không phải để học hành. Hoặc là ví dụ như là chúng ta không có khiếu để học vẽ, chúng ta sẽ nói là ủa bố sư xuế hoa hoa tớ leo.
Ví dụ như mình không có khiếu học đàn, 我不是学弹琴的料. Chúng ta chú ý cách diễn đạt này, 不是什么什么的料. Tiếp theo, 你看, bạn xem, 这成绩, thành tích, 是越来越, càng ngày càng, 走下坡路, 下坡, tức là xuống dốc, 走下坡路, đi xuống, xuống dốc. 这成绩, 是越来越走下坡路, thành tích, càng ngày càng xuống dốc. 照这样下去, cách diễn đạt này các bạn cũng chú ý nhé. 照 tức là dựa vào hoặc cứ theo cái gì đó, chiếu theo gì đó. 这样下去, chấm chấm chấm, 下去 là tiếp tục gì đó. 照这样下去, cứ tiếp tục thế này. 高考 là thi đại học. 肯定 chắc chắn. 没戏, 没戏 là không mơ. Không mơ tức là không có chuyện thành công được. Cách nói 什么什么 khẩn tình mấy xỉ, tức là chắc chắn không mơ đến chuyện gì, nói chắc chắn cái gì đó nó sẽ không có kết quả. Zhao zhe yang xia qu, gao kao khẩn tình mấy xỉ. Ai, zhen xiang wo ba shuo de, wo bu shi nian shu de na kuai liao. Ni kan, zhe cheng ji shi yue lai yue zou xia po lu. Zhao zhe yang xia qu, gao kao khẩn tình mấy xỉ. Lý gao kao bu shi hai zao zhe ne, beng xiang na me yuan. 再说,你的学习一直都不错,你要是没戏,我就更不行了。Lý cao khảo, còn cách kỳ thi đại học, 不是还早着呢, vẫn còn sớm lắm mà. Lý cao khảo, 不是还早着呢, còn lâu mới đến kỳ thi đại học. Bấng xiảng nà mờ yuán, bấng, chúng ta thấy cái chữ bấng này rất thú vị các bạn ạ. Chữ bấng bên trên là chữ pu và bên dưới là chữ dùng, pú dùng, cái gì đó là không cần hoặc là đừng. Bấng xiảng nà mờ yuán, đừng nghĩ xa như vậy. Zài xua là hơn nữa hoặc là vả lại. Nì tơ xuế xí, việc học tập của bạn, y chứ tàu bố chùa, luôn luôn rất là khá. Nì yào sử mấy xì, nỉ bạn yào sử nếu như mấy xì không có hy vọng, ủa chiều tớ sẽ cần bù xíng lờ, càng không ổn. Lý cao khảo bù sư hái chào cho nở, bấn xiang nằm ở yuán. Zài xua, nì tơ xuế xí, y chứ tàu bố chùa, nì yào sử mấy xì, ủa chiều cần bù xíng lờ. Bù chứ chẩm mơ tờ, ủa tơ nào chữ, ý tạo chế cú giả, chiều cần mù thấu sử tờ. Bù chứ chẩm mơ tờ, không hiểu kiểu gì. Cách nói này chúng ta cũng chú ý. Bù chứ chẩm mơ tờ, hoặc có thể nói là bù chứ tao chẩm mơ khuấy sử. Bù chứ tao chẩm mơ khuấy sử, chẳng hiểu tại sao. Bù chứ chẩm mơ tờ, hoặc bù chứ tao chẩm mơ khuấy sử. Ủa tơ nào chữ, đầu óc của tớ, ý tạo chế cú giả. Chế cú giả là cái phần quan trọng, lúc quan trọng. Chiều thì liền, cân mù thấu sử tờ, cân sở mơ sử tờ, là giống như gì đó vậy. Mù thấu là khúc gỗ. Ủa tơ nào chữ, ý tạo chế cú giả, chiều cân mù thấu sử tờ. Bù chứ chẩm mơ tờ, ủa tơ nào chữ, ý tạo chế cú giả, chiều cân mù thấu sử tờ. Nì chiều sử bá khảo sư giả, chẳng chi giả, thai đàn khuấy sử lờ. Sở dĩ giả lý thai đà, thai chỉnh trang. Nì bạn chiều sử chính là bá khảo sư giả, chẳng chi giả, thai đàn khuấy sử lờ. Bà sầm mơ sầm mơ ta khuấy sử, tức là coi trọng cái gì đó. Bù bà sầm mơ ta khuấy sử, gọi là không coi trọng việc gì đó. Nì chiều sử bà khảo sư giá, chẳng chi giá, thay ta khuấy sử là bạn chính là quá đặt nặng chuyện thi cử và chuyện thành tích. Sủa ý cho nên, gia lì áp lực, thay ta quá lớn, thay chỉnh trang, quá căng thẳng, quá hồi hộp. Ủa cân lì trân hảo xiang phản. Cách nói này chúng ta cũng chú ý. Ủa cân nỉ xiang phản. Xiang phản là tương phản, tức là ngược lại, trái ngược. Ủa cân nỉ trân hảo xiang phản. Tớ lại hoàn toàn trái ngược với bạn. Khảo sư tờ sử hô, lúc thi, xiang chỉnh trang, muốn hồi hộp, muốn căng thẳng. Tâu chỉnh trang bù chỉ lái, cũng không căng thẳng nổi. Khảo sư tờ sử hô, xiang chỉnh trang, tâu chỉnh trang bù chỉ lái. 我跟你正好相反，考试的时候想紧张都紧张不起来。我真羡慕你这种性格，什么事都想得开，脑子也聪明。
Ủa chân, tớ thật sự là xiên mù nỉ, xiên mù tức là ngưỡng mộ, hoặc còn một nghĩa nữa là ganh tị với. Chưa chủng xin cửa, tính cách này của bạn. Ủa chân xiên mù nỉ, chưa chủng xin cửa, tớ thật là ngưỡng mộ tính cách này của cậu. Sấm mà sử, việc gì, tâu cũng đều, xiảng tớ khai, nghĩ thông, nghĩ thoáng. Xiảng tớ khai, ví dụ như khi bạn mình đang là rất buồn rầu vì một việc gì đó, mình sẽ bảo là xiảng khai tỉa, tức là nghĩ thoáng ra một chút. Nào chứ, dễ trùng miếng, nào chữ là đầu óc, trùng miếng là thông minh, nào chữ dễ trùng miếng, đầu óc cũng rất thông minh. Ủa chân xiên mù nỉ, chờ chủng xin cửa, sấm mơ sư tàu xiảng tớ khai, nào chữ dễ trùng miếng. Khoai tớ là bà, chúa thiên, ủa ma khái mà, ủa mấy xin mấy phẩy, mấy chu xin à. Lào sư, dễ lào sùa, ủa sư xiảo trùng miếng. Lào sư ye lào sùa, wo shi xiao qiong ming, bu zhi dao yong gong. Khoai de le ba. Cách nói này rất là khẩu ngữ các bạn ạ. De le ba, thôi đi. À khoai, cái câu này thì có từ khoai cũng được, không có cũng được. Khoai de le ba, thôi đi ạ. Chúa thiên, hôm qua, ủa ma, mẹ tớ, khái mà ủa, còn mắng tớ. Mấy xin mấy phẩy. Mấy xin là không có tâm, mấy phẩy là không có phổi. Mấy xin mấy phẩy, thành ngữ này có nghĩa là phổi bò. Mấy hiểu chu xị, hiểu chu xị có nghĩa là một người có triển vọng, có tài năng, có chí tiến thủ. Còn mấy hiểu chu xị là kém cỏi. Lão sư dễ lão xua, thầy cô cũng thường xuyên nói. Ủa sư xiao chung miếng, chung miếng là thông minh, xiao chung miếng tức là khôn phạt, hoặc ở đây chúng ta dịch là láo cá. Bù chứ tạo dụng công, bù chứ tạo không biết, dụng công, âm hàm biệt là dụng công, nghĩa là chăm chỉ. Khoai tớ là bà, chúa thiên, ủa mà khái mà ủa mấy xin mấy phẩy, mấy hiểu chú xin đó. Lão sư dễ lão xua, ủa sư xiao chung miếng, bù chứ tạo dụng công. Thà mần ai xua sở mờ, chiêu răng thà mần xua chù bà, ủa trái bù quảng xin lý chù nở. Thà mần họ, ai xua sở mờ, thích nói gì, chiêu răng thà mần thì để cho họ, xua chù bà, cứ nói đi. Thà mần ai xua sở mờ, chiêu răng thà mần xua chù bà, họ thích nói gì thì để họ nói. Cách nói này rất là khẩu ngữ, các bạn chú ý nhé. Ủa trái bù quảng xin lý chù nở. Ở đây trái bù, cách nhấn mạnh. Chẳng thèm gì đó. Quảng xin lễ truy. Quảng xin lễ truy tức là để vào trong lòng, bận tâm để vào trong lòng. Hoặc có thể nói là phàng trái xin sẵn. Ủa trái bù quảng xin lễ truy nữa. Tớ chẳng thèm bận tâm. Thà mần ai xua sở mở chứ răng thà mần xua truy bà. Ủa trái bù quảng xin lễ truy nữa. Nì chờ y đỉa, ủa chơi phẩy phú lợ. Ủa khở bù xính. Nì chờ y đỉa, điểm này ở cậu. Ủa chơi phẩy phú lợ. Tớ khâm phục nhất đấy. Ủa khở bù xính, tớ thì chịu thôi. Nì chờ y đỉa, ủa chơi phẩy phú lợ. Ủa khở bù xính. Nì chờ cơ lấn nà. Quảng hảo lì xua, sử lần chân. Quảng hoài lì xua, chịu sử ai doan liễu chảo chiên. Nì chờ cơ lấn nà. Cậu ấy à. Cách nói rất khẩu ngữ. Quảng hảo lì xua, tức là nói theo cái chiều hướng tốt. Sử lần chân là chăm chỉ, là chuyên tâm. Quảng khoai lì xua, nói theo chiều hướng xấu. Chiều sử chính là ai, ai cộng với động từ là thích làm điều gì đó. Choan níu chẻo chen. Choan là chui vào, níu chẻo chen tức là cái lỗ nhọn, cái phần nhọn của cái sừng trâu. Tức chúng ta thấy là cái sừng con trâu thì phần bên ngoài nó to hơn và càng về cái phần cuối của cái sừng trâu nó càng nhọn và càng nhỏ. Khi mà càng chui sâu vào trong đó thì chúng ta càng bị hẹp, bị thu hẹp lại và càng không thể ra được. Tức là những người mà ai cho níu chẻo chen là những người mà tức là không nghĩ thoáng ra. Cứ khi mà muốn tìm hiểu vấn đề gì đó là cứ muốn xoáy sâu vào trong đó. Tức là không nghĩ thoáng ra được, không thoát ra được khỏi vấn đề gì đó. Là ai cho níu chẻo chen. Nì chơ cơ dấn nà, quả kháo lì xua, sử lần chân, quả khoai lì xua, chứ sử ai cho níu chẻo chen. 我知道这样不太好，可就是改不了呀。我知道， tớ biết, 这样 thế này, 不太好, không tốt lắm. 可 nhưng mà,
就是ở đây nhấn mạnh, 可就是, nhưng mà cải bù lẻo ya, không thể sửa nổi, cải bù lẻo. 我知道这样不太好, 可就是改不了呀。我也改不了, 要不怎么说, 江山易改, 本性难移呢? 我也改不了, 得cũng không sửa nổi, 要不, nếu không, 怎么说, sao người ta lại nói, 江山易改, 江山 là giang sơn, 易改, dễ đổi, dễ thay đổi, 本性, bản tính,难移, khó dịch chuyển, khó rời. Giang sơn y cải, bản tính nan ý. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. 我也改不了, 要不怎么说, 江山易改, 本性难移呢? 哎, 你说, 老师进考那些犄角旮旯的题干嘛? 这不是诚心跟我们过不去吗? 哎, 来,你说, cậu nói xem, 老师, thầy cô giáo, 进, 进 ở đây nghĩa là luôn luôn hoặc là toàn, 考, thi hoặc kiểm tra, 那些犄角旮旯的题, những cái đề rất là hiểm hóc, 犄角旮旯, ý nói đến những nơi rất là hiểm trở, những nơi rất là hoang vu hiểm trở, và 犄角旮旯的题, ý nói là những cái đề rất là hiếm có, những cái câu rất là hiếm gặp, rất là hiểm hóc. 你说, 老师进考那些犄角旮旯的题干嘛? Cậu nói xem thầy cô toàn ra những đề hiểm hóc như thế để làm gì? 这不是诚心跟我们过不去吗? 这不是, đây chẳng phải là 诚心 nghĩa là cố, âm Hán Việt là âm Hán Việt từ 诚 là thành, xin là tâm, nhưng 诚心 thì chúng ta không dịch là thành tâm mà chúng ta dịch là cố tình, cố ý. 跟我们过不去, cân xoáy của bố trì có nghĩa là gây khó cho ai đó, gây khó dễ cho ai. Chẳng xin cần ngỡ mắn của bố trì, cố tình gây khó dễ cho chúng ta hay sao? Chờ bố sự chẳng xin cần ngỡ mắn của bố trì mà. Lão sư, chờ sư vậy ngỡ mắn khảo, rằng ngỡ mắn chàng lái, nâng khảo sang đại xuế. Lão sư, chờ sư, thầy cô như vậy là, vậy ngỡ mắn khảo, muốn tốt cho chúng ta, rằng của mình để cho chúng ta tương lai sau này tâu nấng đều có thể khảo sang tạ xuế thi lên được đại học. Lão sư chờ sư vậy của mình khảo rằng của mình tương lai nấng khảo sang tạ xuế. Chí sư, 说白了也是为了他们自己。算了，不说了，没意思。其实，thực ra, 说白了。Sô bái lờ, cái nói này rất hay các bạn ạ. Sô bái lờ, nói trắng ra, nói thật ra. Dễ sử cũng là vây lờ tha mân chữ chỉ. Vây lờ vì tha mân chữ chỉ chính họ. Chí sử sô bái lờ, dễ sử vây lờ tha mân chữ chỉ. Thực ra, nói trắng ra thì cũng là vì chính họ. Xoàn lờ, thôi, bỏ đi. Bù sô lờ, không nói nữa. Mấy ý sử. Chán chết, nói ra chán chết hoặc chẳng có ý nghĩa gì, vô vị. Chí sứ, sô bái lờ, dễ sư phê lờ tha mân chữ chỉ. Xoàn lờ, bù sô lờ, mấy ý sử. Wo xiên giải càn sở mơ tàu đà bù chỉ chinh sân lái. Khảo đến nà mơ chả, thua lờ chuyến bàn đờ hậu thuế. Giải thủng xuế hờ lão sư miên chén, lão chế đờ thái bù chỉ thấu lái. Wo xiên giải tớ bây giờ, càn sở mơ, làm cái gì? Tâu tả bù chỉ chinh sấn lái, tá chỉ chinh sấn lái tức là lấy lại tinh thần, và tả bù chỉ chinh sấn lái tức là không lấy lại được tinh thần. Khảo tớ nằm ở trả, thi kém như vậy, thua lờ chuyến ban tớ hậu thuế, thua sấy tớ hậu thuế, tức là kéo chân ai đó lại, thua là kéo lại, hậu thuế là chân sau. Thua chuyến ban tớ hậu thuế, tức là kéo chân sau của cả lớp lại, có nghĩa là kéo thành tích của cả lớp. Tại thống xuế hứa lão sư miễn chén, trước mặt thầy cô và bạn bè, lão chế đờ luôn cảm thấy thái bụt chỉ thấu lái, thái thấu tức là ngẩng đầu, thái bụt chỉ thấu lái, không ngẩng đầu lên được. Ủa xin giải càng sớm mơ tàu tả bụt chỉ chinh sân lái, khảo tớ nà mơ chả, thua lỡ chuyến bàn tớ hậu thuế, tại thống xuế hứa lão sư miễn chén, lão chế đờ thái bụt chỉ thấu lái. Quý nỉ hãy sự cờ nán giữ hạn, vậy là chư má ta đẻ đỡ sự, chư ý chờ yàng má. Ủa tẩy hảo hảo khai tạo nỉ.
Quay nỉ hái sư cơ nán chữ hạ. Quay gì đó, tức là hổ danh gì đó. Nán chữ hàn, nam tử Hán. Quay nỉ hái sư cơ nán chữ hàn. Thật hổ danh cho bạn còn là một nam tử Hán. Vậy, vì chư má là hạt vừng, sư là việc. Chư má ta để hạt sư, tức là việc nhỏ như hạt vừng. Vậy chư má ta để hạt sư, vì một việc nhỏ như hạt vừng, chư ý có đáng để chưa yàng mà như thế này không? Vậy chư má ta để hạt sư, chư ý chưa yàng mà. Ủa tẩy tớ phải, hảo hảo, là làm gì đó cho kỹ càng, làm gì đó cho tốt. Khai tạo nỉ, khai tạo ai đó tức là làm cho ai đó mở mang tư tưởng, làm cho ai đó thay đổi được cái tư tưởng của họ. Tức là khi mà người ta nghĩ không thoáng được vấn đề, người ta có những cái suy nghĩ lạc hậu quá thì mình cần phải khai tạo cho người ta để cho người ta mở mang hiểu biết hơn, mở mang tư tưởng hơn. Ủa tấy họ hao khai tạo nỉ. Quấy nỉ hãy sự cơ nán sử hạ, vậy chứ má ta đẹn tớ sợ, chứ ý chờ yàng mà. Ủa tấy họ hao khai tạo nỉ. Tớ là biết khai tạo ủa là, xô xô nỉ ba, điện não khảo sư, chuẩn bị tớ chạp bụt tua là ba. Tớ là, thôi được rồi, biết khai tạo ủa là đừng mở mang tớ nữa. Xô xô nỉ ba, nói về cậu đi, điện não khảo sư, cuộc thi máy tính, thi tin học, chuẩn bị tớ, chuẩn bị chạp bụt tua là ba, tương đối rồi chứ. Chạp bụt tua, ý nói là sấp xỉ hoặc là tương đối hoặc là tạm ổn. Tớ là, biết khai tạo ủa là, xô xô nỉ ba, điện não khảo sư, chuẩn bị tớ chạp bụt tua là ba. Khi chúng ta thấy việc gì đó ổn ổn rồi, tạm ổn rồi, chúng ta sẽ nói là chạp bụt tua là ba. Hey, xiao cài y tía, bú sư ua chơi liều, quán điện não, ua khở sư y bà hảo sầu. Hey, sợi, xiao cài y tía, chuyện nhỏ, bú sư ua chơi liều, không phải là tớ nổ đâu nhé. Quán điện não, nghịch máy tính, ua khở sư y bà hảo sầu, tớ chính là một cao thủ đấy. Y bà hảo sầu là một cao thủ. Và chúng ta chú ý ở đây cái cụm từ xiao cài y tía người ta rất là hay nói. Ví dụ chúng ta thấy việc gì đó rất là dễ dàng đối với chúng ta sẽ nói là xiao cài y tía, chuyện nhỏ. Hey, xiao cài y tía, bú sư ua chơi liều, quán điện não, ua khở sư y bà hảo sầu. Nay thiên trang lão sư xiang wo qing jiao, wo hai gai ta lu le yi shou ne. Wo xian zai mei tian dou shang wang liang hui tian, ke you yi shi le. Nay thiên hôm đó, trang lão sư thầy giáo Trương xiang wo qing jiao. Xiang shui qing jiao tức là thỉnh giáo ai đó. Xiang wo qing jiao bảo tớ chỉ cho thầy, wo hai gai ta lu le yi shou. Cải sấy lù là ý sầu, tức là hé lộ cho ai đó một chiêu. Của hái cải tha lù là ý sầu nè. Tớ còn hé lộ một chiêu cho thầy đấy. Ủa xin giải, tớ bây giờ, mấy thiên, mỗi ngày, tâu sàng quảng đều lên mạng, léo hỏi thiên, nói chuyện một lát. Khứa hiểu ý sự là thú vị lắm đấy. Nay thiên, chàng lão sư xiang wo qing jiao, wo hái cải tha lù là ý sầu nè. Ủa xin giải, mấy thiên tâu sàng quảng léo hỏi thiên, khứa hiểu ý sự là. Bù mãn lý xua, ủa xin giải trần cửa ý cửa chi mắng. Phạm gia ý hậu, ủa bài lý vấy sư, dẫm ấy ạng. Bù mãn lý xua, không giấu gì bạn. Xin giải, bây giờ, ủa xin giải tớ bây giờ, trần cửa ý cửa chi mắng. Hoàn toàn là chi mắng, chi mắng. Nếu như chúng ta có cái gì đó máng tức là người mù về gì đó, quấn máng là người mù chữ, chi máng tức là người mù về máy tính. Bù mãn nỉ xua, ủa xiên giái trần cửa ý cửa chi máng. Không giấu gì cậu, tớ bây giờ hoàn toàn là một đứa mù máy tính. Phạm giả ý khẩu, sau kỳ nghỉ, ủa bài nỉ vấy sư, bài sấy vấy sư là bái ai đó làm sư phụ, dần mới giác, được không? Phang chia ý hậu, ủa bài nỉ vấy sư, dẫn mấy yang? Mấy tờ xua, tao sử khó, ủa giao nỉ. Ây ô, ủa tờ tù dữ, tàu cú cú giao lờ, rấn sư thịa, phang sư căng. Chào, chứ phang chủy, chư quả lờ, sứ tháng, chiều quan mẫn lờ. Mấy tờ xua, không thành vấn đề, giống như mấy vấn thí.
到时候, đến khi đó, đến lúc đó, 到时候, cụm từ này rất là hay dùng để diễn đạt trong khẩu ngữ. 我教你, tớ dạy cậu. 哎呦, ôi, 我的肚子, cái bụng của tớ, 都咕咕叫了, đều đã kêu lên rồi, đều sôi ầm ầm rồi. 人是铁, người là sắt, 饭是钢, cơm là thép, ý nói con người nhất định phải ăn cơm. 走, đi nào.吃饭去, đi ăn cơm thôi. 去晚了, đi muộn là. 食堂就关门了, nhà ăn sẽ đóng cửa mất đấy. Mấy tờ xua, 到时候我叫你. 哎呦, 我的肚子都咕咕叫了. 人是铁, 饭是钢. 走, 吃饭去. 去晚了, 食堂就关门了.Và thưa các bạn, bài học chúng ta hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe ba cộng tác viên của trường sử đọc lại một lần nữa nhé. 第二课，这次考试又考砸了。自强，走，吃饭去。我一点胃口也没有，不想吃。你自己去吧。连饭都不想吃。我看你这几天干什么都没情绪，因为什么呀？这次考试又考砸了。嗨，我还以为怎么了呢，只不过是一次期中考试罢了，至于吗？我考的还不如你呢，我还不是照吃不误，照玩不误。嗨，真像我爸说的，我不是念书的那块料。你看，这成绩是越来越走下坡路，照这样子下去，高考肯定没戏。离高考不是还早着呢，甭想那么远。再说，你的学习一直都不错，你要是没戏，我就更不行了。不知怎么的，我的脑子一到节骨眼儿，就跟木头似的。你就是把考试啊、成绩啊太当回事儿了，所以压力太大、太紧张。我跟你正好相反，考试的时候想紧张都紧张不起来。我真羡慕你这种性格，什么事都想得开，脑子也聪明。快得了吧，昨天我妈还骂我没心没肺、没有出息呢，老师也老说我是小聪明，不知道用功。他们爱说什么就让他们说去吧，我才不往心里去呢。你这一点我最佩服了，我可不行。你这个人呀，往好里说是认真，往坏里说就是爱钻牛角尖。我知道这样不太好，可就是改不了啊。我也改不了，要不怎么说江山易改，本性难移呢？哎，你说老师净考那些犄角旮旯的题干嘛？这不是诚心跟我们过不去吗？老师这是为我们好，让我们将来都能考上大学。其实说白了也是为了他们自己。算了，不说了，没意思。我现在干什么都打不起精神来，考得那么差，拖了全班的后腿，在同学和老师面前老觉得抬不起头来。亏你还是个男子汉，为芝麻大点的事儿至于这样吗？我得好好开导开导你。得了，别开导我了，说说你吧，电脑考试准备的差不多了吧？嗨，小菜一碟儿。不是我吹牛，玩电脑我可是一把好手。那天张老师向我请教，我还给他露了一手呢。我现在每天都上网聊会儿天，可有意思了。不瞒你说，我现在整个一个鸡忙。放假以后，我拜你为师怎么样？没得说，到时候我教你。哎呦，我的肚子都咕咕叫了。人是铁，饭是钢，走，吃饭去，去晚了食堂就关门了。注释：一，高考